Nắm bắt nhu cầu của thị trường, ông Nguyễn Văn Long ở thôn Thượng, xã An Vĩ, huyện Quai Châu đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá koi thương mại, một loại cá cảnh có xuất xứ từ Nhật Bản. Sau thời gian tìm hiểu và nuôi giống cá koi Việt Nam và Nhật Bản, ông Long càng thấy lợi nhuận kinh tế mà giống cá này mang lại cho gia đình là khá cao, gấp 2 đến 3 lần nuôi cá thịt thông thường. Hiện nay, hồ cá koi của ông đang thả nuôi hơn 1 vạn con, tổng diện tích 1 mẫu với 3 chủng loại, cá koi nhập trực tiếp từ Nhật Bản, cá koi F1 Nhật Bản và cá koi Việt Nam. Ông Long cho biết giá cá koi có nhiều loại, tùy kích cỡ, màu sắc mà cá có giá khác nhau, loại thấp nhất 250 đến 400.000 đồng 1 kg. Đối với cá Việt Nam, cá koi được nhập trực tiếp từ Nhật Bản có giá thành cao bởi kích thước lớn, sau khi nuôi có thể dài 1 mét, nặng hàng chục kg, màu sắc đẹp, rõ nét, giá bán từ 60 đến 70 triệu đồng một cặp, có con đặc biệt lên đến 50 triệu đồng một con. Mỗi năm, ông Long xuất bán ra thị trường khoảng 30.000 con cá koi Việt Nam và Nhật Bản, trừ chi phí thu lãi 1 tỷ đồng.